Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, theo Nghị định số 49 năm 2021, sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 100 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2021. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho 63 hộ gia đình dây vốn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở và thuê mua nhà ở xã hội, với tổng doanh số cho vay hơn 22,7 tỷ đồng. Tổng doanh số thu nợ hơn 10 tỷ đồng với 151 lượt khách hàng dây vốn trả nợ gốc, vốn dây, phân kỳ theo hợp đồng tín dụng, lãi suất cho vay 4,8% năm. Theo Nghị định 49/2021 của Chính phủ, vốn dây ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội được quy định như sau. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cho từng thời kỳ. Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời gian. Thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội lên đến 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.